Thưa quý vị, khảo sát Tankan của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vừa công bố số liệu cho thấy niềm tin của doanh nghiệp Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất trong 10 năm qua. Nhu cầu hàng hóa trên thế giới phục hồi thúc đẩy khả năng tăng trưởng của kinh tế Nhật Bản. Theo khảo sát Tankan, quý 3 vừa qua, tâm lý kêu các nhà sản xuất lớn đạt mức cộng 22, điểm cao nhất kể từ năm 2007. Đây đồng thời là quý thứ tư liên tiếp chứng kiến chỉ số này tăng điểm. Niềm tin của các doanh nghiệp phi sản xuất cũng ở mức cao, cộng 23 điểm. Dự kiến trong những tháng còn lại của năm tài chính, các doanh nghiệp lớn sẽ tiếp tục tăng chi. Điều này giúp thổi kỳ vọng vào một đợt tăng lương mới và tăng chi tiêu hộ gia đình. Đây cũng là điều mà chính phủ Nhật mong mỏi nhằm đạt đến mức lạm phát mục tiêu 2%. Khảo sát Tankan mới công bố cũng là một cơ sở vững vàng giúp Thủ tướng Shinzo Abe tiếp tục lấy được lòng dân vào kỳ bầu cử sớm ngày 22 tháng 10 tới. Hiện các nhà đầu tư đang dõi theo quyết định của chính sách ngân hàng trung ương Nhật Bản BOJ trong cuộc họp diễn ra vào ngày 30 và 31 tháng 10 tới.